Vâng, sau đây em sẽ qua cái bộ này để gửi cho anh Chữ ở ngoài Bắc. Thì anh đã theo dõi kênh, đã chốt cái bộ rebound này có mã là B102 và A202. Đó là một bộ nha, của hãng XAI, hàng thương hiệu của Mỹ nha. Cái bộ này tiếng nó hay và lại nó trưng bày rất là đẹp, khi em các bác cắm điện vào đèn tia nó nhảy đi, đèn lung tung hết, nói chung sang lắm. Con này hàng bãi về nha, đẹp keng nha. Thì hàng chắc bãi thì các bác nhìn nha, các bác để ý là biết liền thôi. Con này có công suất là 610W, 1 bộ duy nhất nha, hàng hiếm nha các bác. Sau đây mở ruột gan cho các bác cùng xem. Nó có út út ba cái út luôn, được cái hiệu vào. Ai đừng chơi đĩa than hay là cầu chuyển điện này, chuyển điện qua 220 là 110 gì đấy. Dây nguồn cũng là dây nguồn riêng nha, mình coi dây nguồn thì sản xuất năm bao nhiêu, khu đông đây 198 mấy các bác, 1985 nha các bác, 85 86 vậy. Rồi sau đây mời các bác xem ruột gan để em mở cho các bác cùng xem luôn. Con này sẽ xây 7 màu nha. Rồi sau đó em sẽ lên đèn cũng như là test để anh em cùng xem cái hạng độc. Bộ này giá 12 triệu 500 ngàn nha. Vâng, thì nãy giờ em cũng hì hục là mở hai bộ rebound này ra để các bác cùng xem, tại nó rất là hiếm. Thì để mở ra để anh em chiêm ngưỡng cũng như em biết được, để sau này có nhập bộ nữa thì em xem và mua nhập về cho các bác nha. Thì bộ này là sexy, nó mà bé mèo nha, mèo vàng đấy. Thì cái rề nó bao gồm là những con DA 4 con và những chip xử lý vân vân, rất là nhiều 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 rất là nhiều chip luôn, nguyên bản hết. Đây là cái phần cái đẩy nó sở hữu một cục nguồn to như cái bàn tay này, mà nguồn nó kiểu như là cái cục 500 này nha các bác. Đây này, các bác thường thấy những trong những cái con CD Sony mà cao cấp đầu 3555 gì đó, nó cái tăng phô tròn tròn này này. Đấy, hai tụ này, hai tụ lọc nguồn này. Và đây là phần công suất, nó chạy 8 con sò xanh đen nha, 8 xanh đen, 4 con xanh, 4 con đen. Đấy, các bác thấy nằm này. Hai xanh, hai xanh, hai đen, hai xanh, hai đen. Đấy. Tất cả là nguyên bản, thì sau đây em sẽ ráp lại. Ráp nữa là nó vất vả nữa. Con này mở ra các bác, mở hai hông bên là mở tùm lum hết rồi mới được, mới que được cho các bác xem nha. Đấy, chạy hai cầu lo AB à, cần B gì đây, chất bay là đèn nước này, đèn nó nhảy nhảy tia tia rất là đẹp nha. Rồi, thì các bác chờ xí em kém điện test cho các bác nghe. Và mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình, và các bác hãy nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất bên em. Vâng, sau đây thì em hướng dẫn cho bác nha, bác kém vào đường AUX hoặc là đường tuner phía sau nha. Còn đường output nó sẽ xuống đẩy nha. Bật giữ đây, giữ nút start đây. Ok. Đây là bấm vào. Đấy, có tín hiệu này. Hay là volume này. Đó, volume xuống này. Còn là ba lăng. 16 16 nha. Đúng. Tăng cường lên. Volume này. Có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, con vòng tay mở dòng thương đến bao la, chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói âm tình thương. Hay là chép nha, tay chép này. Đấy. Đây bát này, giảm tay. Play. Cơn dâu thắm môi tình quê, có con trâu, có là cổng kết nối nha. Tuner
Cấm ao ít. Hãy subscribe.